Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Tuất tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh bình địa mộc, ngày Mậu Tuất tức can chi tương đồng thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm bình địa mộc kỵ tuổi nhâm thìn giáp ngọ, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ, thành hỏa cục, xung với Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi và tuyệt Thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Canh Thìn, Bính Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc, sao Phổ Hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Tam Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú, xấu mọi việc, sao Quỷ Khóc, xấu về tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Nam, Tài Thần, hướng Chính Bắc. Và ngày này, theo Khổng Minh là ngày tốt, mọi việc xuất hành đều được như ý, cầu được ước thấy, mọi việc đều được thông đạt. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý nhé, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này, hãy tự hỏi mục tiêu lớn và dài hạn của mình trong tương lai là gì. Và ngày hôm nay, khi bạn đang có được chính ấn tương trợ, bạn nên quan tâm tới những điều đó và lắng nghe lời khuyên từ những người quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của bạn. Với bạn tuổi Tý, bạn không thể tự mình biết hết được mọi điều, cần phải lắng nghe nhiều hơn, và biết đâu họ có thể dành cho bạn những gợi ý thú vị. Tuy nhiên, cái điều quan trọng nhất là với bạn vẫn cần phải xác định được sự mong muốn của chính mình trước cái đã. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy chỉ nói rõ những lời thật lòng từ tâm của bạn mà thôi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đừng quá coi trọng giá trị của tiền bạc, biết hài lòng với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có được tin vui về tài lộc, có thể có người giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, công việc được thuận lợi, hạnh
hanh thông vì biết chủ động. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, không nên níu kéo những gì không thuộc về mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 22, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu không nên cố gắng hơn thua trong ngày hôm nay. Người ta luôn có lợi thế hơn bạn, thậm chí là có người nâng đỡ cho họ nữa. Và ngày này với bạn tuổi Sửu may mắn là đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Ngày này với những vấn đề liên quan tới việc chia sẻ về tài chính, các nguồn lực, nhờ thế mà bạn tuổi Sửu có thêm được sự khuyến khích để đối diện với mọi vấn đề của đời sống, đối diện với nỗi sợ hãi của riêng mình và vượt qua chúng một cách mạnh mẽ, dứt khoát. Bạn cần phải làm tốt trách nhiệm của mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân mình. Mọi người xung quanh sẽ chú ý tới bạn nhiều hơn thường lệ. Bạn cải thiện cuộc sống chính là mục tiêu hàng đầu của bạn ở giai đoạn này. Và hẳn nhiên, bạn sẽ có thời gian để được nghỉ ngơi và thư giãn một chút nhằm nạp lại năng lượng cho mình nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, đừng quá cố chấp, nắm giữ niềm tin sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có đôi lúc bạn buồn, nhưng hãy đừng quên đi vào niềm tin của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, nghe một bản nhạc vui cho tinh thần thêm được phấn chấn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, bạn xứng đáng với những gì mà bạn đã nhận được. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, đừng có quên những lời hứa của mình nói ra. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 59, số 68, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này dự báo các mối quan hệ đóng một vai trò quan trọng hơn trong đời sống của bạn giai đoạn này. Và với bạn tuổi Dần sẵn sàng cho việc tương tác, thỏa hiệp, ngoại giao thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của riêng mình. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, nhờ những phản hồi từ mọi người và bạn có thể có thêm được cái nhìn thực tế hơn với đời sống của bản thân cũng như là những người xung quanh bạn. Đây là thời điểm tốt cho sự điều chỉnh chính bản thân mình nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, đời sống tình cảm của bạn cũng như là các vấn đề liên quan tới tương tác xã hội trong ngày hôm nay dường như phức tạp hơn khi đang có tỷ kim chiếu mệnh liên quan phần lớn tới những kỳ vọng, đòi hỏi sự điều chỉnh. Thế nên với bạn tuổi Dần cần phải cố gắng để có thể dung hòa được những cung bậc cảm xúc khác nhau của mình nhằm tránh đi sự căng thẳng thái quá. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, trước khi trách ai, hãy trách mình trước. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có một số điều mang tới niềm vui cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, sự thật lòng của bạn không phải khi nào cũng được đón nhận. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, hãy biết nghĩ cho người khác hơn, bạn sẽ có được nhiều lợi thế hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhau.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 48, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tý. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp tốt cho những buổi gặp gỡ giao lưu của bạn trong ngày hôm nay. Có một số điều giúp cho bạn mở mang kiến thức khi được trò chuyện với những người hiểu biết và khôn ngoan hơn bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão á, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là điềm báo không tốt liên quan tới người thân trong gia đình và có thể vì vấn đề tiền bạc mà xảy ra mâu thuẫn hoặc hai người bất đồng trong việc xử lý các tình huống trong cuộc sống. Với bạn tuổi Mão, bạn nên hiểu cho những thiếu sót của họ vì thực tế nếu như bạn trong hoàn cảnh tương tự, chưa chắc bạn có thể làm tốt hơn được. Ngày này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc sẽ không hề tốt cho những kế hoạch của bạn. Vì vậy, bạn đừng có vội thực hiện chúng. Ngoài ra, sức khỏe của bạn là một trong những vấn đề khiến cho bạn phải lo lắng trong thời gian này nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có những niềm tin đã bị phai nhạt ít nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa với những giả định của bạn không được chính xác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, bạn có cảm giác không ngon miệng khi tâm trạng không được tốt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, bạn hãy tự mình tìm ra sự thật, không phải ai cũng sẵn lòng nói ra. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chưa sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu vào lúc này. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 55, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Thìn không nên nói nặng lời với ai trong ngày hôm nay, cho dù có một số điều kiện khiến cho bạn tức giận, nhưng chớ nên giận cá bơm băm thớt khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Và ngày này với bạn tuổi Thìn á, có thể tiền bạc tới ngay lúc mà bạn tuổi Thìn không trông đợi nhất. Thiên tài là dấu hiệu tốt để cho bạn có được những quyết định đúng đắn hoặc là có ai đó chỉ cho bạn cách sử dụng về tiền bạc khôn ngoan hơn. Việc thực hành ngay là không dễ, nhưng bạn cứ kiên trì thực hiện sẽ có được kết quả mà thôi. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn nhanh chóng bị đuối sức, không nên làm việc quá nặng nhọc trong cái thời gian này. Bạn cần phải cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để được nghỉ ngơi, đi ngủ sớm. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, gợi ý của ai đó cho bạn có được cái nhìn đúng đắn hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên tranh cãi khi mục tiêu hai người không giống nhau. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nếu có duyên bạn sẽ gặp gỡ lại người bạn cần gặp. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, bạn đang có cảm giác mất mát trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, dễ có xung đột khi bạn quá căng thẳng, bộc trực. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 57, số 62, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ, thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ ạ. Cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo, bạn trải qua một ngày không được tốt liên quan tới vấn đề tiền bạc hoặc là sức khỏe. Và hôm nay là ngày với bạn tuổi Tỵ nên được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vì ham mê công việc quá mà làm cho mình quá mệt mỏi. Trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, thực thần chiếu mệnh, đây là báo hiệu cho bạn cũng có được một ngày tuyệt vời khi bạn có được cơ hội để khám phá, thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Vậy thì đây là cơ hội để cho bạn lựa chọn những thông tin mới cũng như là tìm kiếm những sự khuyến khích về tinh thần. Dù trong ngày bạn có thể trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau như sự căng thẳng, stress, lo âu. Và ngày này, bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái này hỗ trợ cho việc quan trọng diễn ra ngày hôm nay thêm phần được thuận lợi. Điều này có được là nhờ sự nỗ lực của bạn. Bạn không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống như người khác vẫn nghĩ đâu đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, có người thường xuyên có bất đồng với bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, bạn đang suy nghĩ quá nhiều khiến cho bản thân mình mệt mỏi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tìm cách kéo gần khoảng cách với nửa kia, tình cảm khó kìm nén. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, muốn làm việc lớn phải làm việc nhỏ trước, đừng có chê việc gì cả. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, cái điều quan trọng là tu dưỡng đạo đức trong mọi hoàn cảnh. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 65, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có một ngày để gần gũi hơn với tổ ấm, nhằm có được cảm giác an toàn, thoải mái mà bạn tuổi Ngọ tìm kiếm. Bạn đừng quên rằng những người yêu thương chính là động lực tốt nhất cho bạn vươn tới thành công trong đời sống, nhất là giai đoạn này nhé. Với những mâu thuẫn có thể nảy sinh giữa bạn tuổi Ngọ và người yêu thương liên quan tới sự khác biệt trong quan điểm, giá trị hay là đơn thuần là vấn đề về tài chính dưới sự tác động của thương quan chiếu mệnh gây ra trong ngày hôm nay. Và dù có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa thì với bạn cần phải cố gắng để sắp xếp và thỏa hiệp sao cho ổn thỏa. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch là ngày 10 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này, với bạn tuổi Ngọ không nên trị bệnh ở đầu, do đó bản mệnh cần phải lưu ý tránh tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, có những khó khăn bạn phải đối đầu thực sự. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, tình cảm của bạn ngày càng kháng khít. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nếu ai đó làm sai ý, đừng có mắng họ, hãy bình tĩnh lại. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, có thể hỏi ý kiến của các thành viên trong gia đình khi bạn có sự nghi ngờ việc gì. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh mộc, với những dự đoán của bạn khá đúng trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi ạ,
cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn không được chủ quan vì có người đang đợi bạn có sơ hở là thực hiện những ý đồ của họa. Với bạn tuổi Mùi khá tin tưởng người cho nên bạn không đủ tỉnh táo để nhận định ai thực sự là có lòng tốt với mình, còn ai là giả dối. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính tài hỗ trợ cho con đường tài lộc của bạn được vượng phát trong tương lai. Và đôi khi một số việc chỉ mang lại tiền nhưng lại không có danh vọng, tiếng tăm. Việc này cần phải có thời gian và lòng kiên nhẫn, bạn không thể nào vội vàng được. Ngày này, bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và đây là điềm báo không tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Trong những ngày hè nắng nóng, sức khỏe không ổn định, dễ cảm thấy bức bối và khó chịu ở trong người. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, sự tiêu cực của ai đó có thể ảnh hưởng tới bạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, bạn hãy nỗ lực trong từng vấn đề nhỏ, đừng có bỏ cuộc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, đừng có để cho ai đó cản bước tiến của bạn, hãy thực sự tập trung. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi giúp ai đó. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, hiếu thắng, chủ quan, dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ, giúp cho bạn đang có được những gợi ý hay ho để bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, người thân trong ngày cuối tuần. Và có thể bạn nhận được nhiều lời mời, nhưng bạn nên có chế độ ưu tiên nhất định cho những mối quan hệ này nữa. Và xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân á, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn nếu như cố gắng làm gì thì rất dễ sai sót, công việc bận rộn sẽ tiêu tốn của bạn khá nhiều thời gian. Và nếu như bạn nhìn về mặt tích cực của nó thì bạn có thể tận dụng được thời gian này nữa. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Thân lại là ngày thích hợp để cho việc ngồi lại để đánh giá những gì mà bạn đã đạt được cũng như là những gì mà bạn đã bỏ lỡ. Nhờ đó mà bạn cũng có thể nạp thêm được những năng lượng cho chính mình và lập ra những kế hoạch mới với những mục tiêu mới. Đây cũng là thời điểm tốt cho việc tha thứ, xoa dịu đi những cảm xúc về tinh thần nữa bạn tuổi Thân nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, đây là thời điểm để chăm sóc cho bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, đừng quá lo lắng cho tương lai, cho những gì chưa tới. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, có ai đó mang lại cho bạn niềm tin mới. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, hãy thử nấu một món ăn ngon cho cả nhà thưởng thức. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 79, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có ngũ hành Dậu Tuất tương hại và đây là điềm báo cho bạn tuổi Dậu không nên chủ quan vì nhận định của bản thân mình có thể dẫn đến sai sót. Có những thứ bạn tưởng là hợp lý và có người bạn tưởng là đáng tin tưởng nhưng thực ra họ đang gây tác động tiêu cực lên cuộc sống của bạn nữa.
Và xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày có chính quan tương trợ. Đây là giai đoạn khá bận rộn cho bạn để đưa mọi thứ trở về trật tự, tổ chức. Với những nỗ lực với công việc sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng, hứa hẹn một tương lai tích cực, dù điều đó đòi hỏi bạn cần phải cố gắng rất nhiều trong những ngày tiếp theo. Có thể với bạn tuổi Dậu sẽ rơi vào bối rối khi phải lựa chọn những công việc và những vấn đề cá nhân, thậm chí là bạn sẽ lưỡng lự cho đến khi biết phải làm gì. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đừng có để cho người nào đó dễ dàng tác động đến ý kiến của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, sự nghi ngờ sẽ giết chết tình cảm của hai bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tính toán nhiều làm gì, người tính không bằng trời tính. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, hãy nghĩ thoáng hơn về mọi việc, bạn có thể đánh giá sai nữa đấy. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nghĩ nhiều làm gì, hãy quyết liệt hành động. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất, thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này giúp cho bạn tuổi Tuất đang có được nguồn thu nhập gia tăng về tiền bạc. Hẳn nhiên, tiền bạc là quan trọng, tuy nhiên đừng có để cho giá trị đồng tiền khiến cho bạn không còn cảm nhận được ý nghĩa của những phút giây bình dị của cuộc đời. Và ngày này với bạn tuổi Tuất là ngày cuối tuần thì bạn nên tận dụng thời gian để được nạp lại năng lượng cho mình. Đây là cơ hội để cho bạn khám phá những giá trị thực của bản thân, tìm kiếm sự an toàn cho tâm hồn của chính mình nữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm Tân Sửu, theo hại thượng lạn ông, ngày này nhân thần ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy với bạn tuổi Tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, hãy tự tin với quyết định của mình, thực hiện đến cùng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, có cơ hội gia tăng lợi nhuận thì đừng có bỏ lỡ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, đừng lấy lý do ra để bao biện cho lỗi lầm của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên dành nhiều thời gian hơn để được nghỉ ngơi ở bên người thân yêu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, bạn có cảm giác như đang mất mát điều gì đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi, trí tưởng tượng của bạn trong ngày hôm nay thực sự là mạnh mẽ nhờ sự che chở của thiên ấn chiếu mệnh, nhưng sự kỷ luật của bạn lại có chút yếu ớt. Bạn cần phải chấn chỉnh lại bản thân một chút, chớ nên phán xét một cách vội vã và khi chưa thực sự hiểu biết rõ mong muốn của bản thân cũng như là những người xung quanh là gì. Ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này sẽ không hề tốt cho việc hàn gắn mối quan hệ. Bạn đừng có cố gắng thuyết phục người không chung quan điểm với mình, không cần phải tranh cãi với người không cùng tầng lớp, vừa bực mình lại phí phạm thời gian. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm Tân Sửu và theo nhị thập bát tú, hôm nay cần phải kiêng cự những việc như là chôn cất, cưới gã, mở thông đường nước và bạn có thể trì hoãn những công việc này sang ngày khác thì sẽ phù hợp hơn với mình.
Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, có nhiều điều bạn mong muốn nhưng không trở thành hiện thực. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, đừng có tuyệt đối hóa mọi chuyện, hãy để cho bản thân mình một đường lui. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hãy nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng khi cần, không nên việc gì cũng ôm đồm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chuyện gì cũng phải nhìn nhận về thực tế, gốc rễ vấn đề. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, có nhiều nguyên nhân khiến cho bạn hay quên nhiều việc hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 69, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.